chào cả nhà ha. Hiện tại mình đang bữa nay mình mới đón mấy bạn ở quê mới lên. Đây bạn này, bạn quê đâu bạn? Em quê Kiên Giang anh ơi. À quê Kiên Giang hả? Thì mấy bạn này hiện tại ở quê mới lên nên thành ra mình mùng chiếu gói là còn y nguyên hết. Sáng nay mấy bạn này làm sẽ làm công ty điện tử, nó sản xuất mặt sau của TV TCL á. Đây. Bạn ấy mới được đầu tư đôi giày. Thành ra sau này khi bà con đi làm ở xa quê bà con cũng nhớ mang giày được nha. Đôi giày này là chắc cũng 90k, sáng mới chở nó mua giày xong. Ủa, anh đến từ đâu anh? Anh ấy ăn bánh mì mà anh ấy nói bất cả. Thành ra bà con là có xin việc làm thì bây giờ hỏi việc chỗ chắc là xuống nha bà con ơi. Họ nhớ trang bị cho mình, hết giờ mình đi làm xa tốt nhất là mình sẽ mua đôi giày thế này nè. Đó, không xuống đây mà con phải mua, nếu nhà mình có giày thì mình xài giày ở nhà, còn nếu không mà con phải đem giày theo á. Hiện tại công ty này là ở khu vực gần khu công nghiệp Nam Tân Nguyên ha. Rồi chào bà con nha, chào bà con ơi, chào mọi người ơi. Ủa sao bạn biết mình vui mình xuống đây xin việc làm? Em coi anh trên YouTube anh. À. Rồi cảm ơn bạn ha, chào bạn.